Thưa quý vị, thưa các bạn, trong làng nghệ thuật phía Nam thì Hoàng Duẩn từ lâu là một tên tuổi không còn quá xa lạ. Ở đâu có các chương trình văn hóa sự kiện lớn thì ở đó hầu như đều có sự hiện diện của anh. Từ Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ đến lễ hội Ốc Ông Bóc, đua đàn ngò Sóc Trăng, lễ hội già cổ Quài Lang. Ngoài vai trò là một tổng đạo diễn của nhiều sự kiện lễ hội lớn thì tên tuổi của Hoàng Duẩn còn đặc biệt tạo được dấu ấn qua rất nhiều các tác phẩm về kịch nói, về cải lương và liên tiếp giành được khá nhiều các giải thưởng huy chương vàng bạc qua các hội thi, các kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc. Chưa dừng lại ở đó, một vài năm trở lại đây thì người ta còn biết đến Hoàng Duẩn qua vai trò là một giảng viên đại học, là phó trưởng khoa quản lý văn hóa nghệ thuật Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Và dù ở vai trò nào cũng vậy, vị tiến sĩ và đạo diễn này vẫn luôn giữ cho mình một sự gần gũi, giản dị và đúng chất của một người con xứ Quảng. Và trên hết đó là sự say mê, tâm huyết với bất cứ công việc nào mà mình đảm nhận. Trong đó không thể không nhắc tới nỗ lực truyền lửa và truyền cảm hứng đến các bạn sinh viên, những đội ngũ kế thừa. Và chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Hoàng Duẩn, người nghệ sĩ đa tài, luôn hết mình vì học trò. Liên hoan bước nhảy và triển lãm nghệ thuật ánh sáng Metashow 2024 chính là sự kiện mới nhất mà Hoàng Duẩn nhận lời làm tổng đạo diễn. Vượt xa khuôn khổ một cuộc thi, đây đích thị là một sân chơi nơi các sinh viên, các bạn trẻ có thể thỏa sức vẫy vùng trong niềm đam mê nhảy múa, kết hợp với những sáng tạo, những trải nghiệm riêng biệt về nghệ thuật đa chiều. Và đó cũng chính là món quà chứa đựng nguồn năng lượng tích cực mà Hoàng Duẩn muốn mang đến cho sinh viên của mình nói riêng và công chúng đam mê nghệ thuật nói chung. Trong thời buổi giải trí công nghệ 4.0 này, các em ôm điện thoại hơi nhiều và muốn các em là rời bỏ cái điện thoại một thời gian ngắn để đến với cái nhịp đuổi sôi động, đến với những sáng tạo trẻ trung của mình. Và đó là cái lý do mà chung kết bước nhảy Metashow ra đời và đã thu hút được 5 nhóm vào chung kết của 5 trường đại học. Không chỉ luôn hết lòng với sinh viên, mang đến cho các em những cơ hội trải nghiệm thực tế và những bài học sâu sắc từ chính kinh nghiệm thực tiễn của mình, Hoàng Duẩn còn đặc biệt nặng tình và rất có duyên với sân khấu. Nhiều tác phẩm kịch nói cải lương về các nhân vật lịch sử như Tả quân Lê Văn Duyệt trong vở Án Tử, hay vở cải lương nói về người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực mang tên Huyền thoại anh hùng, hay hình tượng lịch sử có thật về người nữ bí thư thành ủy đầu tiên và duy nhất của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Minh Khai trong vở kịch Cầu hò đất mẹ, vân vân. Tất cả đều nhận về những tấm huy chương vàng danh giá cùng những giải thưởng dành cho cá nhân mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng hằng mong ước. Việc giảng dạy và việc dàn dựng những cái sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có liên quan với nhau rất chặt chẽ. Và mình là người yêu văn hóa, mình cũng là người nghiên cứu văn hóa. Mình muốn giới thiệu cho mọi người biết đến văn hóa, lịch sử, quê hương đất nước của mình, những di sản, những cái điểm đặc biệt trong cái văn hóa các cái vùng miền ở đất nước chúng ta, đặc biệt ở miền Trung và miền Nam. Nhiều ý kiến cho rằng sự say mê trong nghệ thuật, yêu văn hóa lịch sử đất nước và bản lĩnh của Hoàng Duẩn chính là yếu tố đã chấp cánh cho các tác phẩm mang tính lịch sử được trở nên hấp dẫn hơn và mới mẻ hơn, qua đó chạm tới trái tim của nhiều khán giả. Bản thân Duẩn khi làm những vở diễn lịch sử hay là những cái chương trình lịch sử, điều đầu tiên chúng ta phải là một nhà nghiên cứu văn hóa cả đã. Chúng ta nghiên cứu văn hóa lịch sử, chúng ta nghiên cứu về nhân vật, chúng ta nghiên cứu về văn hóa cái giai đoạn đó, nhân vật đó ra đời. Làm việc với âm nhạc thì phải hiểu cái chất văn hóa của từng nhân vật lịch sử, làm việc với họa sĩ để biết là chọn phong cách nào tả ý tả thực hay cắt cúp để mà tả được cái ý của cái bối cảnh nhân vật lịch sử đó, hay là làm việc với trang phục. Ví dụ như vừa rồi dựng cái vở Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt, Người mang chánh nắng tử hình của sân khấu Adicap, thì ekip phục trang là phải về Huế để nghiên cứu những cái trang phục triều Nguyễn đúng cái giai đoạn lúc bây giờ, vì những cái vở lịch sử này chúng ta diễn ra thì có các bạn trẻ để các em đi xem, các bạn học lịch sử nữa, nếu chúng ta có sơ suất thì cái điều đó sẽ là tai hại. Từ đứa trẻ nhảy tàu ngày nào ở tận Quảng Ngãi vào Thành phố Hồ Chí Minh để thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2, cuộc đời của chàng trai mang tên Huỳnh Công Duẩn đã thực sự thay đổi và trở thành hình mẫu vươn lên học tập cho biết bao người trẻ hiện thời. Rằng phải có đam mê và đi đến tận cùng của đam mê thì sẽ đạt được kết quả.